thân mời các bạn cùng nghe chương trình Tương tác Thánh Kinh của NTC Dấu Yêu. Jeremy chương 44. Jeremy chương 44 là sứ điệp cuối cùng của tiên tri Jeremy trong sách này. Các chương còn lại của sách chứa đựng những lời tiên tri được đưa ra trong những năm trước đó. Lời của Đức Chúa Trời bày tỏ qua tiên tri Jeremy trong chương này dành cho dân xót Giu-đa đã rời bỏ xứ sở để đến cư ngụ tại Ai Cập. Đây là điều trái với ý muốn của Đức Chúa Trời. Mục đích của tiên tri Jeremy khi đưa ra các thông điệp này là để những người Do Thái còn sót lại trở về với Chúa. Sau nhiều năm sống tại đất của người Ai Cập, dân Do Thái đã bắt đầu thờ phượng các thần khác, giống như dân Giu-đa và dân ở Jerusalem từng làm trước đó. Người Do Thái ở Ai Cập đang phạm chính tội lỗi khiến cho Jerusalem phải bị hủy diệt là tội thờ thần tượng. Dân Giu-đa còn sót lại cho rằng đi đến Ai Cập sẽ cho họ đời sống an toàn và phước hạnh. Họ đã lầm. Lời Đức Chúa Trời tuyên bố với họ rằng Ngài sẽ tiêu diệt dân sót lại của Giu-đa sống ở Ai Cập. Chúa sẽ chỉ giữ dân sót giữa vòng những người bị lưu đày tại Babylon và ở các nơi khác. Riêng tại Ai Cập thì không. Người Do Thái tại Ai Cập sẽ không nằm trong số dân sót được quay trở về Giu-đa một ngày nào đó. Dù lời Đức Chúa Trời đã công bố cách rõ ràng thông qua tiên tri Jeremy, nhưng dân Giu-đa vẫn không ăn năn và quay trở về với Chúa. Họ nói cùng Jeremy rằng họ sẽ tiếp tục thờ lạy nữ vương trên trời là một trong những nữ thần chính của người Babylon. Họ hồi tưởng lại sự thịnh vượng đã từng có tại Giu-đa và quy sự thịnh vượng ấy cho nữ thần này. Khi vua Josiah thực hiện cuộc cải cách cho Giu-đa, sự thờ thần tượng lộ liễu như vậy bị ngưng trong một thời gian. Thế nhưng, trong tâm trí của người Giu-đa cho rằng cuộc đời vô phước của họ là do không thờ lạy nữ vương trên trời. Họ cho rằng cái chết của vua Josiah, hạn hán, bệnh tật, đói kém, rồi Jerusalem bị tàn phá và bây giờ Gedalia bị ám sát. Tất cả những điều này xảy ra là vì họ đã không dâng của lễ cho vị nữ thần mà họ ưa thích nhất. Vì thế, họ quyết định sửa lại số phận của mình. Dân Giu-đa vẫn không nhận ra rằng chính tội thờ thần tượng đã đóng lại sự thịnh vượng trước kia của họ và dẫn đến sự sụp đổ của Jerusalem. Họ không nhận ra rằng chính tội lỗi của họ là nguyên nhân chính của mọi rắc rối mà họ đang gánh chịu. Việc từ chối tin vào Chúa khiến cho họ mù lòa về thuộc linh và cứ tiếp tục đắm chìm trong tội lỗi. Dân chúng nói rằng họ sẽ tiếp tục thờ lạy nữ vương ở trên trời và thực hiện lời thề của họ với nữ vương. Đứng trước sự mù lòa thuộc linh của dân sự, Jeremy nói rằng: "Vậy cứ giữ vững lời nguyện và làm trọn lời nguyện của các ngươi đi." Câu 25. Nhưng cũng bởi quyết định đó mà họ sẽ bị diệt vong. Họ sẽ không còn cơ hội để quay trở về quê hương của mình. Kể từ thời của Jeremy trở đi, dân sót lại thật sự chủ yếu là những người bị lưu đày ở Babylon vẫn giữ lòng trung tín với Chúa. Họ sẽ là những người dự phần trong sự phục hồi của Israel. Đức Chúa Trời bày tỏ một dấu hiệu để dân Ngài biết rằng Chúa chắc chắn sẽ làm thành những điều Ngài đã phán. Pharaoh Hophra, vua Ai Cập, sẽ bị rơi vào tay kẻ thù. Không bao lâu sau đó, vua Nebuchadnezzar sẽ xâm chiếm Ai Cập. Chính lúc ấy, người Do Thái ở Ai Cập sẽ bị tiêu diệt. Rất có thể tiên tri Jeremy cũng chết ở đó. Không có chỗ nào trong Kinh Thánh nói về sự qua đời của tiên tri Jeremy. Trong mắt nhìn của con người, Jeremy là một người chịu nhiều khốn khổ, bị bắt bớ, bị cầm tù và cuối đời ông bị chết trong tình trạng lưu đày ở đất nước mà mình không muốn đến. Jeremy là một vị tiên tri hết lòng yêu dân tộc mình nhưng lại bị họ khước từ. Ông trung thành công bố lời Đức Chúa Trời nhưng người ta không nghe. Ông thất bại trong việc dẫn dân chúng đến sự ăn năn. Ông thất bại trong việc giữ cho sự đoán phạt của Đức Chúa Trời không giáng xuống Giu-đa.
ông có thể được xem là một người thất bại trong chức vụ của mình. Dù vậy, bất chấp tất cả những điều đó, tiên tri Jeremy vẫn là một đầy tớ trung thành và vâng phục Chúa. Chúa không nhìn vào sự thành công của con người, nhưng Chúa nhìn vào sự trung tín của họ. Cả cuộc đời của Jeremy đã đeo đuổi điều đó. Câu hỏi suy ngẫm: cuộc đời của Jeremy khích lệ bạn như thế nào trong công tác phục vụ? Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Cha, đấng tể trị trên cuộc đời con, đấng gọi con sống một cuộc đời phục vụ cách trung tín và vâng phục, đấng thêm sức cho con những lúc con gục ngã, đấng nâng con lên những chỗ con yếu đuối, xin tiếp tục đi cùng cuộc đời con và giúp con cứ tiếp tục trung tín bước với Chúa mỗi ngày. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Thân ái chào các bạn. Hẹn gặp lại vào ngày mai.